xin nhà đi công an rồi. Bắt được hai thằng đánh võng rồi kìa, hai thằng chơi ngươi kìa. Nó cho đứa bạn nó sai lẻ rồi, mà nó còn giơ máy cho nó quay để thấy chút nhau. Công an giao thông đuổi xe đánh người này. Con này béo thì bầu đi kìa, con này là béo mông mà biết rồi. Mệt. Kiểu mỡ. Mẹ con có cá bầu với con dê vậy.
người quá. Bà đứng đứng này à hay đứng kia nhỉ? Thôi tí hỏi mấy thằng công an này vậy. Anh chưa chào nhá. Nhà sao không mỗi xe máy của mình quay được chuẩn hết á. Mình quay từ lúc đổi không ạ? Tỉnh cốc nữa. Cái này nghe nhỉ? Đông người anh chạy làm gì? Không giữ này lấy chìa khóa phụ nó chạy mất này à? Em không vi phạm gì đâu. Sao lại cho em lấy xe đi vậy? Alo, anh đang đâu rồi? Em đang ở trên này xem vụ này đuổi đấy. À, anh sẽ vào chùa chứ gì? Vâng vâng, anh vào đi, em quay lại luôn đấy. Chết con mẹ. Các anh là đi cùng đoàn à? Không. À, em quay lại đi sang đây.